Việt Nam, những góc nhìn. Nơi tồi tệ để sống ư? Tôi ngạc nhiên về điều đó. Tôi đã sống ở đây 5 năm tại Hà Nội. Đây là nơi tốt nhất mà tôi đã sống trong một thời gian dài. Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy như vậy. Miền Bắc Việt Nam có các mùa. Mùa đông có thể lạnh. Mùa hè có 6 tháng nhưng không quá khủng khiếp. Nhưng tôi thích các mùa thay đổi. Miền Nam Việt Nam có 2 mùa. Nóng và khô vừa phải, nóng và ẩm vừa phải. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được phổ biến rộng rãi và chất lượng chăm sóc khá tốt. Các bệnh viện công còn hạn chế trong việc nói tiếng Anh. Đi kèm với một người phiên dịch sẽ giúp giải quyết vấn đề đó. Nhưng các bệnh viện tư nhân thường có thông dịch viên để hỗ trợ bạn khi đến khám. Chi phí chăm sóc so với Mỹ là hết sức rẻ. Tôi đã nhiều lần so sánh kế hoạch điều trị của Việt Nam với các trang web của Hoa Kỳ. Phác đồ điều trị của Việt Nam đúng đắn, không có gì phải phàn nàn. Thuốc được bán rộng rãi cả ở bệnh viện hoặc hiệu thuốc địa phương. Hầu hết các công cụ là khá rẻ. Sự đa dạng của những thứ bạn có thể mua là rất lớn. Không mang theo hoặc sử dụng thuốc bất hợp pháp, hình phạt rất nặng. Giá thuê nhà thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn. Nhưng không khó để kiếm 300 đến 600 đô la Mỹ một tháng cho vị trí đẹp. Bạn có thể chi tiêu ít hơn hoặc nhiều hơn một cách dễ dàng tùy thuộc vào lối sống của bạn. Nhà hàng Việt Nam khá rẻ. Chất lượng và sự đa dạng của ẩm thực là tuyệt vời. Các nhà hàng đồ ăn phương Tây đắt hơn, nhưng không cao như Mỹ. Khi bạn rời Hà Nội hoặc các thành phố lớn hơn, hãy tìm hiểu về tất cả các món ăn Việt Nam. Chính phủ, đối với người lao động nước ngoài và khách du lịch, khá dễ đối phó. Một số quy tắc khác với Hoa Kỳ nhưng tất cả các quốc gia đều có những quy tắc riêng. Chính phủ là điều ít lo lắng nhất của tôi. Thủ tục xin visa khá dễ dàng, giá cả hợp lý. Rất nhiều công ty cung cấp thị thực trực tuyến có thể xử lý thị thực du lịch hoặc công tác và thư mời thị thực. Việt Nam và Đông Nam Á có nhiều điều tuyệt vời để xem và làm. Đó là một đất nước thú vị để đi du lịch khắp nơi. Chi phí đi lại từ trung bình đến rẻ. Lái xe ở Hà Nội rất khó. Tốt hơn nên đi Grab hoặc taxi một thời gian, sau đó quyết định có nên mua xe máy hay không. Tôi tin rằng người nước ngoài không thể sở hữu ô tô. Giao thông công cộng có sẵn rộng rãi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có lượng lái xe đông đúc trong thành phố. Ô nhiễm ở Hà Nội chỉ là một thực tế, chúng ta không thể làm gì nhiều để thay đổi nó. Chính phủ đang nghiên cứu các giải pháp, nhưng điều đó sẽ mất thời gian. Bầu trời trong xanh và đầy nắng ở ngoại ô Hà Nội. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng có vấn đề ô nhiễm. Mọi người thường thích người nước ngoài. Đây là một đất nước thân thiện. Tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi bên ngoài Hà Nội hoặc các thành phố lớn hơn. Nhưng mọi người ấm áp, nhiệt tình. Không có súng, tội phạm thấp. Đối với người nước ngoài, chủ yếu là trộm cắp vặt. Bạn biết các quy tắc, phải không? Không đeo đồ trang sức đắt tiền, không vung nhiều tiền, tránh xa những khu phố xấu, để đồ đạc ở gần. Điều đó được áp dụng ở mọi quốc gia. Khi tôi đến thăm Việt Nam 20 năm trước, đất nước này vẫn còn rất nghèo. Người thân của tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để có được những nhu cầu cơ bản của con người, chủ yếu là thực phẩm. Loa của chính phủ được lắp đặt ở hầu hết các góc của thị trấn, được sử dụng để phát các tin tức tuyên truyền của chính phủ. Năm ngoái tôi đã trở lại vào kỳ nghỉ và tháng trước tôi đã trở lại để thực hiện một nhiệm vụ y tế. Trong chuyến công tác y tế, tôi ở lại 5 ngày tại một thị trấn nhỏ nơi mà tôi được sinh ra. Nó gần thành phố du lịch Nha Trang. Trong thời gian này tôi không nghe bất cứ điều gì từ loa tuyên truyền. Thị trấn đã lớn hơn ít nhất gấp 3 lần, nhà cửa, đường xá, cầu cống thay đổi khang trang hơn nhiều. Tôi có thể thấy hầu hết họ hàng của tôi trở thành tầng lớp trung lưu. 3/4 bạn cấp 3 của tôi là triệu phú đô la nhờ kinh doanh thành công. Giờ thì trở lại với câu hỏi tại sao người nước ngoài chọn sống ở Việt Nam. Thứ nhất, không còn là nước nghèo. 8,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Giao thông vận tải rẻ hơn khoảng 50% so với Mỹ. Ví dụ như hàng không, xe lửa, xe buýt, vân vân. Thứ hai, chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với Mỹ, bao gồm nhà ở và thực phẩm. Thứ ba, bảo hiểm y tế giá cả phải chăng và các dịch vụ y tế tốt so với Mỹ, không phải châu Âu hoặc Canada. Thứ tư, nếu bạn không nói về chính trị, đó là một nơi rất an toàn để sống. Trong quán cà phê mọi người có thể chỉ trích các chính sách tiêu cực của chính phủ. Nhận thức của tôi về một thành phố an toàn là gì? Tôi sống ở một nơi, thành phố được Forbes chọn vào năm 2009 là một trong 25 thị trấn hàng đầu để sống tốt ở Mỹ.
gần một thành phố Irvine giữ danh hiệu thành phố an toàn nhất trong 12 năm liên tiếp, theo thống kê mới nhất của FBI năm 2017. Ai nghĩ Việt Nam vẫn là một nơi tồi tệ? Tôi đoán là 75% người Mỹ gốc Việt có học, đến Mỹ hơn 20 năm trước, vẫn nghĩ Việt Nam là một nơi tồi tệ để sống cho dù họ có đến thăm Việt Nam gần đây hay không. Ít nhất 50% người Mỹ tin rằng Việt Nam là một nơi tồi tệ chỉ vì đây là một quốc gia cộng sản. Tôi không phải là người nước ngoài, nhưng tôi vẫn muốn trả lời câu hỏi này. Là một người Việt hiện đang sống ở Việt Nam, thành phố Sài Gòn, tôi chưa bao giờ thấy Việt Nam là một nơi tồi tệ để sống. Ở đây, tôi có thể tìm thấy nhiều người đã truyền cảm hứng cho tôi. Có thể là một bà lão bán vé số hay một cô gái trẻ có quá khứ đau buồn. Nhưng cô ấy đã chọn cách tha thứ và sống một cuộc sống tốt đẹp mà cô ấy xứng đáng có được. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều người nhiệt tình, tốt bụng và dũng cảm mà tôi có dịp gặp ở Sài Gòn. Ở đây, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi đã có cơ hội đi du lịch, bắn cung, bơi lội, đi dạo, tham dự các buổi hòa nhạc, thăm các viện bảo tàng, đặc biệt là bảo tàng nghệ thuật, gặp gỡ những người mà sau này trở thành bạn tốt của tôi và làm nhiều việc khác, những điều mà tôi thích làm. Tôi thậm chí không thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, sau khi đi khắp Việt Nam, từ Nam ra Bắc, tôi có thể tự tin nói rằng Việt Nam đẹp quá. Nếu so sánh hệ thống giáo dục, kinh tế hay ô nhiễm của Việt Nam với các nước phát triển, chắc chắn chúng ta sẽ ở dưới đáy. Nhưng công bằng mà nói, Việt Nam đang phát triển từng chút một và là một người trẻ có cơ hội làm việc, nói chuyện và kết nối với những người Việt trẻ khác, tôi có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Việt Nam. Nếu bạn thấy Việt Nam là một nơi tồi tệ để sống, thì đúng là như vậy. Nhưng nếu bạn cho mình cơ hội nhìn Việt Nam với một góc nhìn khác, hãy xem bạn sẽ nhận được bao nhiêu cơ hội tuyệt vời. Chà, nó phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa xấu và những gì bạn đang tìm kiếm. Trước hết, không có quốc gia lý tưởng nào trên thế giới. Những nơi có cơ sở hạ tầng đẹp và hệ thống tốt thường đắt đỏ để ở. Những nơi có nền kinh tế hàng đầu thường cạnh tranh để tìm kiếm việc làm. Vậy bạn đang tìm cái gì? Cơ hội hay cơ sở hạ tầng tốt hay giáo dục tốt? Tôi có một người bạn Trung Quốc đến thăm Việt Nam và không bao giờ muốn quay lại. Cô ấy không thích thời tiết quá nóng đối với cô ấy. Cô ấy không thể xử lý giao thông, điều này quá hỗn loạn đối với cô ấy. Cô ấy thích những quốc gia được tổ chức tốt, có hệ thống tốt. Cô ấy không thích cuộc sống thoải mái ở Việt Nam kiểu vậy. Theo nghĩa này, Việt Nam sẽ không phải là nơi cô ấy yêu thích. Nhưng tôi cũng có một người bạn Mỹ rất thích sống ở Việt Nam vì cuộc sống ở đây thoải mái hơn, nhiều cơ hội hơn và ít vội vã hơn. Phong cảnh Việt Nam thật đẹp. Về mặt địa lý, Việt Nam thuận tiện đi lại với các nước khác như Trung Quốc và Đông Nam Á. Chi phí sinh hoạt không đắt, ngoại trừ bất động sản. Anh ấy không cần phải làm việc cật lực như trước đây khi còn ở Mỹ. Thời tiết ấm áp, không có tuyết, đi xe máy rất thú vị và tiện lợi. Vì vậy, Việt Nam không tệ chút nào nếu bạn là loại thứ hai. Nếu bạn là người Việt Nam và bạn hỏi câu hỏi này, tôi hiểu. Tôi đã từng tự hỏi điều tương tự. Sống ở Mỹ, Bắc Kinh và Thượng Hải đã thay đổi quan điểm của tôi. Bây giờ khi mọi người hỏi tôi điều gì tuyệt vời nhất khi sống ở Việt Nam, tôi nói đồ ăn ngon mà rẻ. Tại sao nó là một nơi tồi tệ? Tôi đã sống ở đây với tư cách là một người nước ngoài trong hơn một thập kỷ và yêu thích sống ở đây. Thức ăn tuyệt vời giá rẻ, văn hóa phong phú và những nơi tuyệt vời trên khắp đất nước để tham quan. Việt Nam có một số bãi biển đẹp nhất mà tôi từng đến nhưng cũng là một trong những nơi rẻ nhất và chưa được khám phá. Không biết ý của bạn là gì khi nói đây là địa điểm tồi tệ. Việt Nam là một đất nước đầy sức sống và tiềm năng, có nền văn hóa đa dạng và phong phú, cùng với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những con người thân thiện, nhiệt tình. Đây chính là những giá trị đặc biệt mà các người nước ngoài đã tìm thấy và yêu thích ở Việt Nam. Dù có những khó khăn và thách thức, nhưng Việt Nam đang không ngừng phát triển và trưởng thành, trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách cũng như những người đến đây để sinh sống và làm việc. Chúng ta cần tự hào về đất nước của mình và cùng nhau đóng góp để phát triển Việt Nam ngày càng mạnh mẽ và phát triển hơn nữa.